Xin chào các bạn và các em thân mến, trong buổi hôm nay tôi giới thiệu với các bạn và các em bài đầu tiên của chương sóng ánh sáng, đó là bài tán sắc ánh sáng. Chúng ta cùng nhau vào nội dung của bài hôm nay. Một La Mã, thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Newton được thực hiện năm 1672. Phần 1, thí nghiệm. Dụng cụ thí nghiệm ở đây chúng ta có mặt trời, gương phản, màn chắn trên có khoét một khe hẹp F, lăng kính và một kính ảnh M. Thì theo kiến thức của vật lý lớp 11, chúng ta đã biết gương phản thì có nhiệm vụ đó là tạo ra sự phản xạ ánh sáng. Lăng kính thì có nhiệm vụ đó là cho chùm ánh sáng đi qua thì nó sẽ làm cho chùm tia ló bị lệch về phía đáy và tạo ra một góc lệch là D. Góc lệch được tạo bởi phương của tia tới và phương của tia ló. Thì chúng ta cùng nhau quan sát thí nghiệm như sau. Chiếu vào khe ép một chùm ánh sáng mặt trời. Như vậy, khi có chùm ánh sáng mặt trời chiếu vào thì kết quả thí nghiệm của nó như sau. Nhận xét chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính có đặc điểm như thế nào? Ta sẽ thấy nó bị tách ra thành nhiều chùm tia. Ở đây gồm có đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, đúng nhỉ? Đây là mô phỏng thí nghiệm thì được biểu diễn bằng 7 màu như này. Nhưng thực tế là trong cái thí nghiệm ấy, thì chúng ta sẽ quan sát được một cái dải màu của nó biến thiên liên tục từ đỏ cho đến tận tím, và cái sự phân cách này không rõ ràng. Đấy. Thứ hai, phương của chùm tia ló ra khỏi lăng kính thì có đặc điểm gì? Thì các bạn thấy này, phương của nó thì nó cứ đều đi xiên xuống, cụ thể là xiên về phía đáy các bạn đấy. Thì theo như cái kiến thức vật lý của lớp 11 thì là chùm tia ló ra khỏi lăng kính bị lệch về phía đáy, đúng nhỉ? Chùm tia ló nó bị lệch về phía đáy. Tiếp theo, hãy liệt kê màu của chùm tia sáng quan sát được ở trên màn ảnh. Thì ta dễ dàng thấy là trên màn ảnh ta thu được 7 dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Cụ thể ở đây đó là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Tia nào lệch về đáy nhiều nhất và tia nào lệch về đáy là ít nhất? Thì dễ dàng ta trả lời được câu này rồi. Tia lệch về phía đáy nhiều nhất đó là tia tím, còn tia lệch về phía đáy ít nhất đó là tia đỏ. Từ thí nghiệm có nhận xét gì về hiện tượng xảy ra? Thì dễ dàng ta có thể nhận xét được như sau. Ánh sáng trắng lệch về phía đáy lăng kính và tách thành một dải màu. Hiện tượng này gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng. Sự tán sắc ánh sáng là gì? Sự tán sắc ánh sáng là sự phân tách một chùm sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc. Cụ thể ở đây đó là một chùm ánh sáng của mặt trời. Nó là một chùm phức tạp và khi đi qua lăng kính thì nó tách thành các thành phần đơn sắc như này. Thì nó được gọi là sự tán sắc. Một số hình ảnh ở đây ta có một cái lăng kính và chiếu chùm ánh sáng phức tạp vào, thì ta chiếu thì chùm tia ló ra khỏi lăng kính một dải màu biến thiên tục từ đỏ đến tím, và ở đây chúng ta không thể rõ được là chỗ nào là ánh sáng đỏ, chỗ nào là tím, chỗ nào gì là ánh sáng vàng vân vân, mà chúng ta chỉ thấy đó là các dải màu của nó biến thiên liên tục. Cùng quan sát mô phỏng thứ hai thì ta thấy điều này.
dài mau từ đỏ đến tím, gọi là quang phổ của ánh sáng mặt trời, hay còn gọi là quang phổ mặt trời. Ánh sáng mặt trời là ánh sáng trắng. Có phải thủy tinh đã đổi màu của ánh sáng trắng hay không? Đấy, với câu hỏi của nó là có phải thủy tinh đã làm đổi màu của ánh sáng trắng hay không? Bởi đó là khi mà ánh sáng mặt trời qua lăng kính thì nó thành các dải màu khác. Vậy có phải nó đã làm đổi màu hay không? Thì để trả lời được câu hỏi là nó có thể làm đổi màu hay không, hay là nó không làm đổi màu, bản chất của ánh sáng mặt trời nó là sự tổng hợp của các ánh sáng như sáng này, thì chúng ta sang thí nghiệm thứ hai. Phần hai là mã thí nghiệm về ánh sáng đơn sắc của Newton. Thì ông làm thí nghiệm như sau. Đây là phần thí nghiệm thứ nhất mà chúng ta đã vừa học. Bình thường nếu trên màn M1 này nó là một màn không có khoét một khe hẹp F này, thì ta thu được một dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Nhưng ở trên màn ảnh này chúng ta khoét một khe hẹp để làm sao ta lấy được ra một thành phần đơn sắc. Đấy. Sau đó ta lại chiếu vào cái lăng kính P2, và qua lăng kính P2 thì ta sử dụng màn M2 để hứng kết quả của nó. Thì kết quả thí nghiệm như sau. Tách một chùm ánh sáng vàng chiếu đến lăng kính P2 thì ta cũng quan sát thí nghiệm. Đấy. Vậy chùm ánh sáng màu vàng khi đi qua lăng kính P2 thì ta thấy nó cũng bị lệch về phía đáy, nhưng có một đặc điểm đó là không bị tách thành các thành phần đơn sắc mà nó vẫn giữ nguyên màu vàng. Vậy nhận xét là màu thu được trên màn M2 thì dễ dàng ta trả lời được đó chính là màu vàng. Tương tự như vậy, ta làm thí nghiệm đối với chùm ánh sáng màu lục chiếu lên lăng kính P2 thì ta cũng quan sát được đó là hình ảnh trên M2 chính là một vệt sáng màu lục. Nhận xét gì về chùm ánh sáng thu được? Thì ta dễ dàng nhận xét được là chùm ánh sáng màu vàng, màu lục là ánh sáng đơn sắc. Vậy ánh sáng đơn sắc là gì? Có bị tán sắc qua lăng kính hay không? Thì dựa vào kết quả thí nghiệm, chúng ta dễ dàng trả lời được là ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định và không bị tán sắc khi chuyển qua lăng kính. Cụ thể ở đây, đó là ánh sáng màu vàng, ánh sáng màu lục khi đi qua lăng kính thì nó vẫn giữ nguyên cái màu của nó và không bị tán sắc. Nó chỉ có giống như trong thí nghiệm 1, đó là bị lệch về phía đáy thôi. Chúng ta cùng nhau sang phần 35 mã giải thích hiện tượng tán sắc. Ta biết nếu ánh sáng đơn sắc thì sau khi qua lăng kính sẽ không bị tách màu. Thế nhưng khi cho ánh sáng trắng, cụ thể ở đây đó là ánh sáng mặt trời, ánh sáng đèn điện dây tóc, đèn băng sông, vân vân, qua lăng kính thì chúng sẽ bị tách thành một dải màu biến thiên liên tục từ đỏ cho đến tím. Vậy ánh sáng trắng có phải là ánh sáng đơn sắc hay không? Thì ta dễ dàng trả lời là chúng không phải là ánh sáng đơn sắc mà là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Ánh sáng trắng không phải là ánh sáng đơn sắc mà là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Công thức xác định góc lệch của chùm tia sáng qua lăng kính khi góc chiết quang A nhỏ, thì công thức này chúng ta đã được học ở trong chương trình lớp 11 và nó được xác định theo biểu thức đó là D bằng mở ngoặc N-1 đóng ngoặc nhân với A. Trong đó A là góc chiết quang, N là chiết xuất của chất làm lăng kính, D là góc lệch, tức là góc tạo bởi giữa phương tiện tới và phương tiện ló.
góc lệch của tia sáng qua lăng kính phụ thuộc như thế nào vào chiết xuất của lăng kính thì dễ dàng dựa vào công thức vừa rồi chúng ta trả lời được câu hỏi này. N càng lớn thì D càng lớn. Khi chiếu ánh sáng trắng đến lăng kính thì phân tách thành dải màu, đỏ lệch ít, màu tím thì lệch nhiều về phía đáy, chứng tỏ điều gì? Thì dễ dàng ta trả lời đó là chiết xuất của thủy tinh đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau. Nhớ cho nhá, chiết xuất của thủy tinh đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau. Nghĩa là của ánh sáng màu đỏ thì khác ánh sáng màu tím, khác ánh sáng màu vàng, khác ánh sáng màu lam. Nhưng ở đây ta dễ dàng nhận được ra cái giới hạn của nó, đó là đối với màu đỏ thì chiết xuất là nhỏ nhất, còn đối với màu tím thì chiết xuất là lớn nhất. Kết luận, sự tán xạ ánh sáng là sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành chùm ánh sáng đơn sắc. Chúng ta sang đến phần 4, ứng dụng. Đọc sách và lưu các hiện tượng ứng dụng của hiện tượng tán xạ ánh sáng. Có thể là cầu vồng và có thể là thái quang phổ. Thì chúng ta cùng quan sát hình ảnh như sau. Đây là hiện tượng cầu vồng ở khe núi. Vậy hiện tượng cầu vồng là sự tán xạ ánh sáng mặt trời qua các hạt nước trong không khí. Thì chúng ta sẽ mô tả cái hiện tượng này như sau. Các bạn thấy, chúng ta cùng quan sát. Đây là các giọt mưa ở trong không khí hay là giọt sương. Đấy. Vậy thì khi một tia sáng đi qua một giọt mưa cầu thì nó sẽ bị tán xạ, và cụ thể ở đây đó là màu đỏ với mắt ta. Tiếp theo chúng ta cùng quan sát đối với giọt thứ hai thì ở đây là màu cam lại đến mắt ta, và tương tự như vậy đó là các tia khác. Đấy, như vậy là ở đây khi ta đứng ở một vị trí xác định nào đó thì ta sẽ nhận được đồng thời 7 màu sắc do các giọt mưa nó tán xạ và các tia sáng tới mắt ta, thì mắt ta sẽ thu được hiện tượng cầu vồng, đúng nhỉ? Vậy qua đó ta thấy hiện tượng cầu vồng không phải là ta đứng ở chỗ nào quan sát được, mà ở một số vị trí xác định thì chúng ta mới quan sát được hiện tượng cầu vồng, bởi ở vị trí đó mắt ta có thể nhận được đồng thời 7 màu sắc. Còn đây là máy quang phổ lăng kính. Về cái máy quang phổ này thì chúng ta sẽ được học ở các bài tiếp theo. Và sự tán xạ trong thực tế của ta đó là các loài hoa, màu sắc trên những CD. Cảm ơn các bạn và các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn và các em ở bài học tiếp theo. Xin chào.